Những ngày này, không khó để bắt gặp các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến phố của Hà Nội. Kiểm tra đêm, rồi kiểm tra ngày. Các tổ công tác liên tục thực hiện nhiệm vụ để hạn chế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Lý do của việc này chính là dịp cuối năm cũng là dịp của những cuộc hội hè liên hoan tổng kết tất niên. Các nhà hàng kín bàn đặt, nườm nượp khách ra vào, lượng tiêu thụ rượu bia tăng vọt. Nhịp độ và tất cả các cường sẽ uống nhiều hơn. Bình thường thì có thể một tuần có thể 3 năm. Thế nhưng mà bây giờ thì cuối năm này thì chắc chắn nó sẽ nhiều hơn. Đấy, thì nó sẽ khoảng 10 có khi 12 có ngày 2-3 lần một lần. 2-3 lần để tổ chức cái chương trình nhậu như thế. Chúc mừng một năm thành công, chia sẻ sau một năm vất vả, ngồi lại với nhau để hàn huyên sau một năm bận rộn xa cách. Có cả trăm lý do để những ngày cuối năm, các bữa tiệc, các buổi liên hoan thêm sôi động. Và thiếu gì thì thiếu, trên bàn tiệc cũng không thể vắng mặt các loại rượu bia, đồ uống có cồn. Giai đoạn cuối năm này thì là cái giai đoạn mà mình hay phải tiếp khách khứa nhiều. Thì bình quân thì mỗi tuần mình cũng uống khoảng 3-4 trận. Cái lưu lượng thì mình cũng không thể tính toán được là uống bao nhiêu, nhưng mà khá là nhiều. Vì công việc của mình là nó liên quan đến phải giao lưu giao tiếp. Nhà hàng này trung bình mỗi ngày đón tiếp khoảng hơn 100 khách. Dịp cuối tuần, lượng khách tìm tới đạt ngưỡng hơn 200 đến 300 người. Giai đoạn cuối năm, lượng khách bắt đầu gia tăng, kéo theo đó là lượng tiêu thụ rượu tăng theo. Cuối năm này thì lượng khách nhà hàng thay đổi lên, có thể là khách tăng lên khoảng 20-30% lượng khách nữa. Và lượng bia, rượu thì thực ra là bia thì mùa đông này khách uống ít, và mùa này nó chủ yếu là rượu, thì lượng rượu có thể tăng lên khoảng 10-15%. Thông thường thì cuối năm thì cái lượng khách hàng sẽ cao điểm hơn những cái tháng trong năm, bởi vì cuối năm nó liên quan đến các cái đơn vị, rồi các cái tổ chức người ta liên hoan và tổng kết của cuối năm. So với cùng kỳ tháng trước thì hiện tại tháng này nó đã tăng khoảng 30-35%. Vâng, thưa quý vị, lời hẹn quen thuộc nhất vào dịp cuối năm có lẽ là cuối năm rồi, chúng ta sắp xếp tất niên với nhau một buổi nhé. Và những cuộc tổng kết cơ quan đơn vị cũng thường hay gắn liền với hai chữ liên hoan, hay đơn thuần chỉ là một nhóm bạn thân ngồi lại với nhau để có thể nhìn lại một năm sắp qua. Đó là câu chuyện của bất cứ dịp cuối năm nào, nhà nhà tổng kết, người người liên hoan, dẫn đến là nhu cầu tiêu thụ rượu bia, đồ uống có cồn, chất kích thích cũng gia tăng đột biến. Nói đây là thói quen cũng được, mà nói là một phần của văn hóa sống thì cũng không sai. Và trên mâm cỗ bàn tiệc, từ quán vỉa hè đến nhà hàng sang trọng, thì thức uống không thể thiếu, đó chính là đồ uống có cồn, là rượu bia. Không phải ngẫu nhiên mà đến cuối năm thì các nhãn hàng cũng tăng cường quảng cáo rượu bia với rất nhiều những chương trình khuyến mãi. Và ngay lúc này, nếu quý vị mở bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào như là trên Zalo hay Facebook thì rất có thể sẽ thấy ngay những hình ảnh quảng cáo bia rượu hay là thức uống có cồn. Và theo số liệu thống kê thì Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 3 châu Á về lượng tiêu thụ rượu bia và có xu hướng tăng qua các năm. Vâng, cứ đến cuối năm thì nhu cầu sử dụng và tiêu thụ rượu bia hay đồ uống có cồn thì cũng tăng cao. Kéo theo đó tất nhiên là những người tham gia giao thông trong tình trạng không tỉnh táo cũng gia tăng. Dù trên thực tế thì việc sử dụng rượu bia sau khi lái xe gần đây thì cũng đã có xu hướng giảm. Thế nhưng vẫn còn đâu đó một số những trường hợp vẫn còn chủ quan với một suy nghĩ rằng chắc là chỉ uống một chút thôi thì vẫn có thể đủ tỉnh táo để có thể tham gia giao thông. Và họ không hề lường trước được những hậu quả nghiêm trọng mà rượu bia có thể đem lại. Vâng, đúng là như vậy. Và dường như thì những mối nguy đối với sức khỏe và tính mạng của bản thân không hề làm cho những người tham gia giao thông bớt chủ quan. Và chỉ đến khi xảy ra những vụ tai nạn, việc vận vào người mới khiến họ hối hận muộn màng. Uống rượu bia thì không lái xe. Những khẩu hiệu khuyến cáo rất trực tiếp có ở nhiều tuyến đường. Những biển cảnh báo tai nạn cũng có ở khắp nơi. Nhưng vẫn không thiếu những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do tài xế sử dụng rượu bia quá độ, dẫn đến không làm chủ được tay lái. Mỗi ngày cả nước có khoảng 700 người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với các mức độ khác nhau. Các dịp lễ Tết, con số này lại tăng đột biến.
Đơn cử như chỉ riêng trong ngày mùng 3 tháng 9, cả nước có tới gần 3.000 trường hợp có nồng độ cồn trong người nhưng vẫn lái xe bị ghi nhận vi phạm. Luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định là nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Như vậy là cái hành vi mà lái xe sau khi uống rượu bia là vi phạm quy định pháp luật thì cần phải được kiểm tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định và trên tinh thần là thượng tôn pháp luật. Thế thì điều đó nó sẽ góp phần là kéo giảm tai nạn giao thông. Trong 10 tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông xảy ra 222 vụ trật tự giao thông, nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, làm chết 99 người, bị thương 168 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm cả về số vụ và số người thương vong. Một phần là nhờ việc kiểm soát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông với các chốt kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, theo thống kê của các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, tỷ lệ thương tật của nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn cao hơn nhiều so với các tai nạn thông thường. Chỉ một giây lái xe bất cẩn, người cầm lái có thể cướp đi sức khỏe, thậm chí là mạng sống và hạnh phúc của nhiều người. Và sức khỏe của chính bản thân và gia đình người cầm lái cũng không ngoại lệ. Đó là điều mà dù ân hận, cắn rứt lương tâm cũng không thể nào cứu vãn. Thực sự khi mà chúng ta đã uống rượu vào người rồi thì cái việc điều khiển phương tiện giao thông thì nó rất là rủi ro. Thực ra kể cả nồng độ thấp rất có những người nhất định vẫn sẽ có rủi ro nếu mà nó rơi vào trạng thái gọi là thoát ức chế. Thì ban ngày chúng ta đã kìm nén như vậy và chúng ta uống rượu một chút vào thôi nhưng mà chúng ta sẽ bùng phát ra và cũng không có gì kiểm soát nữa, rất dễ phóng nhanh vượt ẩu, rất dễ mà nổi loạn gây nguy hiểm với người xung quanh. Bi kịch từ rượu bia luôn thường trực trong xã hội. Ở nước ta, mỗi năm có hàng nghìn người chết hoặc phải nhập viện mà nguyên nhân chính là do rượu bia. Nhất là các dịp lễ Tết hay cuối năm như thế này, khi mà các cuộc liên hoan rầm rộ khắp nơi, cũng là lúc những nguy cơ về tai nạn giao thông lại rình rập mỗi gia đình. Vâng, quả thực là nhìn những hình ảnh vừa rồi thì bản thân tôi cũng cảm thấy rùng mình và rõ ràng. Bất cứ sự lơ là chủ quan nào cũng có thể khiến chủ xe gây nguy hại đến an toàn tính mạng của người khác và có thể bị khép vào khung hình phạt tù, phải đền bù cho gia đình người bị hại hàng trăm triệu đồng. Theo luật giao thông đường bộ ở nhiều nước thì cũng đã đưa ra các quy định chặt chẽ để có thể phòng ngừa. Bởi vậy mà tại nhiều quốc gia, công dân của họ thì cũng có thói quen sử dụng các dịch vụ công cộng hoặc các hình thức khác để có thể không vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Bởi một khi vi phạm thì các hình thức xử phạt sẽ rất nặng, thậm chí đó là tội hình sự và sẽ bị ghi vào bằng lái là bằng chứng cho ý thức cộng đồng kém. Còn tại Việt Nam, theo quy định thì các lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia, tùy vào mức độ có thể bị xử phạt tù đến 15 năm, phạt hành chính ở mức cao và có thể bị tước giấy phép lái xe. Vâng thưa quý vị, nhiều vụ việc đáng tiếc liên quan đến việc sử dụng rượu bia sau khi lái xe rồi tham gia giao thông cũng đã phần nào cảnh tỉnh, nhắc nhở người dân là phải nghiêm túc chấp hành những quy định pháp luật về việc đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện. Song trên thực tế thì vẫn có nhiều trường hợp coi thường pháp luật và coi thường chính sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng. Những năm trước đây thì các chế tài không đủ mạnh, vậy nên cũng không đủ sức răn đe. Tuy nhiên thì thời gian qua, công tác xử lý các vi phạm về nồng độ cồn đã được lực lượng cảnh sát giao thông đặc biệt chú trọng và những người vi phạm chịu chế tài khá nghiêm khắc. Tại Hà Nội, công tác này đã được triển khai rộng khắp các địa bàn với thời gian luân phiên cả ban ngày và ban đêm. Điều này đã mang lại hiệu quả trông thấy, nhất là việc nâng cao ý thức chấp hành của những người tham gia giao thông. Vâng, với mức phạt ngày càng tăng cao, lên đến hàng chục triệu đồng, thì giờ đây thì hiếm có ai mà dám tự lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Không chỉ có mức phạt cao mà những biện pháp xử lý kèm theo như là tước giấy phép lái xe, tạm giữ giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện cũng khiến nhiều chủ phương tiện không dám nhận luật. Một buổi xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 3, công an thành phố Hà Nội. Các chủ phương tiện được lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên. mg/1 lít khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn của người đàn ông này. Tớ là dân lái xe, nên là khi cả năm nay không dùng.
Hôm nay chẳng qua liên hoan anh em ở trong cuối năm thì anh em làm tí gọi là thì thôi uống ít bia nhưng mà vi phạm thì phải chấp nhận thôi. Suy nghĩ đơn giản là uống 1-2 cốc buổi trưa cho nên là buổi chiều thì em vẫn tỉnh táo đi về. Thì cái này thì em cũng biết về cái phần là khi mà sử dụng rượu bia điều khiển lái xe thì không an toàn. Nhưng mà kiểu em sử dụng cũng lâu ấy. Nhận thức rõ lỗi vi phạm và phối hợp xử lý. Đây là ý kiến chung của hai trường hợp người vi phạm luật giao thông nêu trên. Tại ca trực này, kiểm tra nhanh 100 trường hợp về định tính có cồn hay không trong khí thở. Tổ công tác số 3 Cảnh sát Giao thông thành phố chỉ ghi nhận 3 trường hợp vi phạm. Phát hiện người vi phạm sử dụng rượu bia, nồng độ cồn rất chỉ là ít. Đấy, ô tô thì là có giảm. Đấy. Và kiểm tra có những ca công tác là 500-600 trường hợp ô tô nhưng không phát hiện được vi phạm. Trong những năm qua, Việt Nam kiểm tra nồng độ cồn đã tốt hơn trước, đặc biệt là sau khi áp dụng Nghị định 100. Ghi nhận lúc 12 giờ trưa nay, qua kiểm tra ngẫu nhiên, lực lượng phát hiện trong hơi thở của người đàn ông này có cồn. Người này phân trần có uống vài lon bia, vẫn còn tỉnh táo nên không nghĩ mình vi phạm. Chưa về anh em bỏ người nằm 2 cốc, tôi dân lao động nhiều. Chưa biết nội dung, chỉ biết là rượu chè ra đường là cũng ảnh hưởng. Cái đây là ghi nhận thật quá. Hôm nay được mọi người nhắc nhở, Sau một năm thực hiện chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân thì cái tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn của toàn quốc và đặc biệt là tuyến địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, chúng tôi là trực cán bộ trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát thì nhận thấy là cái tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn đã được kéo giảm xuống so với trước đây. Có thể thấy văn hóa ăn nhậu và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của nhiều người đã thay đổi theo hướng trách nhiệm hơn, tích cực hơn. Tính từ đầu năm đến nay, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý gần 700 trường hợp. Số người vi phạm nồng độ cồn chiếm 23% trong tổng lỗi vi phạm. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, càng về những ngày cuối năm, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lệ.